ấy, thì không có cảm giác như vậy. Thì bước bước thứ hai này xuống thì có cảm giác, bước thứ ba thì phải dừng lại thì nó như bay ấy. Bởi vì vừa rồi em bị ngã xe đạp cũng cái cảm giác hẫng như vậy, tức là không, nó không chóng mặt, nó không làm sao cả, nhưng mà tự nhiên kiểu nó cảm thấy nó rất là nhẹ. Nó bước xuống như này nó nhẹ, tức là nó không có cảm giác là mình có chân không dạ. Vâng, với lại em hỏi thầy câu thứ hai nữa là khi mà người cao huyết áp thì có bị hạ đường huyết không? Bởi vì cái hiện tượng như thầy vừa giải thích của người đi trước là nói là đói và các thứ thì em lại cao huyết áp, nhưng mà em cũng bị cái trường hợp như thế, không chờ đợi được mọi người ăn uống làm sao cả, coi như đã đói là có nhu cầu là phải ăn, nếu không ăn thì hai trường hợp đó hoàn toàn khác nhau. Huyết áp cao là huyết áp cao, mà hai đường huyết là hai đường huyết. Thế nhưng mà sao huyết áp cao thì cũng bị cái trường hợp là đói thì phải ạ? Vẫn bị hạ đường huyết như thường, đâu phải huyết áp cao mà không hạ đường huyết đâu. Thành ra tôi nói hai cái đó là khác nhau. Bởi vì huyết áp cao là do bệnh, do cái thành động mạch, do cái động mạch. Còn cái đường hạ đường huyết á, thì nó lại ảnh hưởng tới cái tuyến tụy. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên đối với những người mà bị hạ đường huyết á, thì chịu khó là khi mình ăn cơm, ăn đồ đó, mình phải chịu khó nhai rất là nhiều lần. Nhai rất là nhiều lần, đây 20-30 lần, chứ không được ăn vội. Hiểu không? Thì khi mình nhai nhiều lần như vậy á, thì cái cơm á, là nó là tinh bột. Thì cái dịch ở hai cái mang tai mình á, nó là dịch nước bọt á, thì nó là aminasa. Nó tiết ra thì nó trung hòa dưới cái tinh bột á, thì nó biến thành glucose. Thì nó giúp cho cơ thể mình tạo đường. Thành ra là hai cái hoàn toàn khác nhau, một lúc có thể bệnh hai bệnh nói như thường. À dạ vâng. Ok. Và cảm ơn thầy đã giải thích như vậy. Và thế còn một, nếu mà em ví dụ có tiền sử là tuyến tụy bị có vấn đề rồi, nhưng mà cách đây 5 năm thì đã điều trị là tạm ổn, thì sau đó thì cái hiện tượng trở lại và nó cũng bị vẫn đau cái đứa sống lưng này, thì có phải nó trở lại hay không hay là? Thực ra là bệnh là chỉ tạm ổn chứ không bao giờ hết. Cho nên là tôi vẫn khuyên là để người mà làm cho chị là phải chườm đá. À, và có lẽ là chị bị dính dáng tới cái đó, tại vì khi mà cái tuyến tụy nó có gồm có cái đầu tụy và đuôi tụy. Cái đầu tụy nó tiết aminasa giống như tuyến nước bọt vậy đó, để cái bổ chất ăn của mình vô trong cái dạ dày nó đi qua cái tuyến tụy, nó tiết cái chất đó, nó thành là cái chất mà để tạo ra cái năng lượng cho cơ thể mình. Ha, thì chị có lẽ là trước nó bị như vậy, thành ra chị mới bị cái hạ đường huyết. Ok. Thứ nhất á, là nãy chị đi lên đi trên thang lầu á, lên cái thang lầu chị đi khó khăn không? Dạ thầy, là em đi nếu mà đi cả bàn, đi nửa bàn chân trước thì không có khăn, đi cả bàn chân thì cái gót đằng sau nó nhói lên. Rồi. Vậy bị chuột rút nữa là thường xuyên bao lâu à? Em chữa cho tư với ông tư móc kia chắc được một thời gian, vừa rồi em cũng bỏ bẵng hơn tháng không đến, thì mình lại quay trở lại. Nhưng mà thì cũng có trường đá. Dạ em có đá, em có trường đá. Không thường xuyên. Dạ. Bây giờ phải thường xuyên. Dạ. Thì chị bước ra kia chị ngồi xuống đứng dậy. Rồi đứng dậy. Đứng dậy. Được chưa? Khi bây giờ em ngồi xuống như lúc nãy em ngồi xong em bước lên đứng lên ấy, thì phải đi lại khoảng 10 bước thì bắt đầu nó hơi bước nhất bước thứ hai thì rất là đau chói, hơi đi được tập tễnh vài bước xong bắt đầu. Bây giờ chị ngồi xuống dưới một chút xíu sẽ có. Bây giờ giơ tay thử coi, giơ tay ra tới đâu? Chỉ thế này thôi. Đau lắm. Thỉnh thoảng ví dụ như có cái vật cái chai nước ngoài em giật hứng thở. Thế là ấy cái gì nhé, nó bị đau dạ. Rồi, bây giờ chị chọn vậy thôi. Thôi quay sang, tới đó thôi. Rồi, chị chọn bên đây. Tới đó thôi. Rồi chị chọn lại sang này. Đứng dậy đi, chị quay lưng lại. Rồi, đó chị chọn lên đi. Đến mông thôi. Chị chọn bên kia thôi. Rồi tay bên kia. Rồi, đó, lên nữa. Rồi, ok. Rồi bỏ tay nó xuống, làm trở lại tay này. Ok. Rồi. Bây giờ chị xuống. Xuống. Thấy nhẹ nhàng rồi. Rồi. Tôi là tên là Toàn. Yeah. Vâng. Thì tôi cũng ở Minh Trần thôi. Yeah. Nhưng tôi cũng biết là hội đây gọi là thập chỉ
Liên tâm từ năm ngoái cơ. Cái sự chữa bệnh này thì đối với hôm nay ấy, thì là các học viên và người thầy chỉ đạo đã làm cho tôi. Thì đương nhiên là nó khác với bây giờ, sau khi chữa bệnh thì nó khác hoàn toàn với cái lúc mà trước khi tôi đến đây. Tôi cũng rất là cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn thầy, thứ hai là cảm ơn các học viên ở đây đã rất là nhiệt tình học hỏi và coi như là đã chữa cho tôi, và bây giờ tôi cảm thấy trong người rất là thoải mái. Nhưng tôi nghĩ đây thì không phải là một cái cơn khát, uống chỉ có hết khát thôi và sau đó lại khát nữa thì phải uống tiếp. Thì cái chữa bệnh này là cả một quá trình lâu dài. Chứ không phải là trong ngày hôm nay mà cũng không phải là tin là Phật gì mà đã khỏi ngay. Nhưng mà cũng thấy là sau cái lần chữa này, cái lần bấm huyệt và xoa bóp và mọi cái như thế này thì cảm thấy là cái đau đớn cũng giảm đi. Và cái tay của tôi thì đầu hẳn cái khó đưa lên đưa xuống, nhưng bây giờ cũng đưa lên hơn được một tí. Và cái cảm thấy cái chỗ mà cái điểm đau chính thức ấy thì nó không bị đau nhói như trước. Thì tôi nghĩ rằng là cái này thì tôi phải nhờ sự giúp đỡ của các học viên ở trong hội và bản thân tôi thì cũng nghe lời của thầy là về phải tự mình chữa bệnh cho mình nữa. Cảm ơn thầy và cảm ơn các bây giờ chị để cái tay ra sau, chị để tay ra sau, chị để tay ra trước, rồi chị quay lưng lại, chị để tay đằng sau lưng coi nó lên được lúc nào, lên nữa coi. Dạ rồi rồi đi. Bây giờ cảm ơn chị này. Vâng, tôi cảm ơn học viên cũng đã cho chúng tôi một chút kinh nghiệm để về tự chữa bệnh, và học viên cũng phải uy hung thật nhiều nữa để chữa bệnh cho nhiều người nữa. Cảm ơn tôi. Chúc chị mọi sự tốt đẹp. Thở nha. Cao nữa. Rồi bây giờ đẩy qua sau lưng gắn. Đó, đẩy qua sau gắn. Rồi đẩy trước đây. Để đây. Đó, để đây. Rồi quay lưng lại. Để tay lên nữa. Không thôi tôi làm đau nữa. Lên nữa. Đó, lên nữa. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.